Vào tối ngày 18 tháng 4, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo của ban giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Theo đó, trước những cáo buộc liên quan đến môi trường làm việc tại công ty Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh, tổng giám đốc, ban giám đốc của công ty đã ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của ông này tại công ty. Đồng thời, phía ban giám đốc cũng gửi lời xin lỗi vì những sự việc không hay đã xảy đến với cựu nhân viên của công ty, gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và tâm lý. Mặt khác, thông báo cũng cho biết ban lãnh đạo công ty đảm bảo sự việc trên sẽ không tái diễn. Cụ thể, 7 điều được Nhã Nam đăng tải bao gồm: Điều 1, Nhã Nam xác nhận việc ngừng hợp tác với tác giả Đặng Hoàng Giang vào ngày 9 tháng 4 năm 2024 thông qua email mà tác giả đã gửi đến cho nhà xuất bản này vào ngày 3 tháng 4 năm 2024 với thời hạn kết thúc chính thức là ngày 15 tháng 4. Điều 2, về những thông tin cáo buộc liên quan đến môi trường làm việc tại công ty và ông Nguyễn Nhật Anh là tổng giám đốc. Hiện tại, Nhã Nam quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của ông này tại công ty. Điều 3, cử ông Dương Thanh Hoài là phó tổng giám đốc trở thành người nhận trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến công ty Nhã Nam kể từ thời điểm này. Nhã Nam sẽ xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông Nguyễn Nhật Anh để xác minh và làm rõ những sự việc, thông tin có liên quan, xác định tính chất và mức độ của vụ việc, xác định mức độ gây tổn hại đối với các bên liên quan và đối với công ty Nhã Nam. Từ đó sẽ có những biện pháp xử lý và kỷ luật thỏa đáng đối với ông Nguyễn Nhật Anh. Điều 4, Nhã Nam xin lỗi vì những sự việc không hay xảy đến với cựu nhân viên của công ty, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần và tâm lý của chị. Nhã Nam nhận sai trong việc tiếp nhận thông tin không kịp thời và xử lý chưa thỏa đáng, đồng thời sẵn lòng chịu hoàn toàn mọi phí tổn liên quan đến tổn thất về tinh thần và thể chất của chị. Điều 5, Nhã Nam gửi lời xin lỗi toàn bộ các tác giả và các đối tác đã và đang cộng tác với Nhã Nam. Điều 6, Nhã Nam xin lỗi toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty Nhã Nam vì đã gián tiếp gánh chịu những thông tin tiêu cực, gây hoang mang và mất lòng tin trong thời gian qua do sự xử lý yếu kém. Điều 7, Nhã Nam sẽ cập nhật công khai toàn bộ những thông tin liên quan đến sự việc ngay khi đã được xác minh và làm rõ, đồng thời sẽ gửi thông báo chính thức đến các cơ quan hữu quan trong trường hợp được đề nghị. Trước đó, bài đăng tải về nội dung xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh được đăng tải vào thời điểm nửa đêm ngày 17 tháng 4 cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện tại, bài đăng vẫn đang gây chú ý rất lớn trên mạng xã hội. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai nam sinh tử vong đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 35 phút ngày 18 tháng 4 trên quốc lộ 21A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, MV sinh năm 2010 và D sinh năm 2009 cùng ngụ ở xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường chở nhau trên xe máy đi theo hướng huyện Hải Hậu đi huyện Xuân Trường. Khi tới địa điểm trên đã bất ngờ va chạm với xe tải do tài xế tên V sinh năm 1975 ngụ ở xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển đi theo hướng ngược lại. Hậu quả khiến em V tử vong tại chỗ, em D bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã tới hiện trường phối hợp xử lý hậu quả, xác minh và làm rõ vụ tai nạn. Tối ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Phan Thiết cho biết đang khẩn trương truy xét đối tượng cướp tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long. Và khoảng 16 giờ cùng ngày, nam thanh niên đi xe máy Honda Vision màu đỏ có ghé vào tiệm vàng Mỹ Hoa Kim trên đường Trần Hưng Đạo hỏi mua trang sức. Khi chủ tiệm đưa số vàng ra thì đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ cửa hàng và hai người khách. Công an thành phố Phan Thiết đang huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy xét đối tượng đã cướp tiệm vàng.